này người tình yêu ơi sao em phải làm như thế? Giờ về nhà anh đi, anh chỉ cần em nằm trên ghế. Ôi dạ bảo vâng anh vụt vào và nằm em đổi tư thế. Bởi vì đang cần một người làm cho em mê, mê quên hết đường về. Chẳng làm chi trong khi em còn đang ế. Một nụ cười tươi đi anh sẽ gọi em là em mê. Làm một lần đầu tiên với cái năng điêu đậm sẽ làm em mê. Giật mình bật bật cả hai chân em đưa lên trên cổ anh kề. Lên xe đi cưng cưng cưng. Đêm nay anh có hứng đôi mẹ em đã dưng dưng. Anh đã cách dáng đứng 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 đứng. Em tên Nhung, Nhung Sam Family trên lưng. Anh nói đúng em lung tung không sao đâu anh ưng. We want em rung rung rung. Ôi tim anh tưng 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 tưng. I guess you have nice pussy. Giờ đi anh hứng, anh đi sang trứng. Mặt cam đang cứng, họ cứng. Oh my god anh đang lấy xe mặt cứng. Đừng đi đừng đừng. One more round. Let's play me down. Okay, you crazy. Ooh. Get my brother baby. Ooh, don't fuck let me out. Get some ice. Don't kill my vibe. Baby tonight. In the house you got, I'm high. Okay. Cho em hết. Em cứ lấy đi. Điều trong bếp. Get it steady. Em cũng biết. Đâu không đâu có mấy. Tôi sợ trong đôi mắt lấp lánh. Anh nói anh biết làm thế. Private photo, tên em hiện lên phone ring. Tóc tai bóng bẩy tay bling. Đi với em ngôi sao lại còn xinh. Sách túi Chanel lên lung linh. Chân em Tiffany và Nike. Năm 120 trên Benzi. Em đóng phụ cả cảnh của Fendi. Em lại thích cả bóng pha Messi. Em linh làng đi. Anh lại lên đây. Đừng up lên story. Anh không muốn lên gang. Do it for me. Cho các fan coi bóng bẩy. Em đổi tư thế, em nằm trên ghế, em muốn anh làm cho mình. Này người tình yêu ơi sao em phải làm như thế? Là rồi về nhà anh đi, anh chỉ cần em nằm trên